Em xin chào tất cả các bác nhé. Hiện tại Tây Nguyên cũng gần 1 giờ rồi các bác ạ. 1 giờ sáng ngày 12 tháng 9. Hôm nay là chủ nhật. Bên ngoài gió đang rất là khủng khiếp luôn các bác. Gió cực kỳ khủng khiếp luôn. Gió em cảm nhận là còn mạnh hơn là những cái cơn bão có tiếng của năm ngoái. Năm ngoái chúng ta cũng biết là những cái trận bão nó khủng khiếp đến cỡ nào rồi. Nhưng mà có một cái điều mà thấy rằng ở năm nay có lẽ là chúng ta bị hút vào vấn đề Covid cho nên là không để ý đến báo đài. Và hôm nay thì gió rất là mạnh luôn. Gần 1 giờ sáng rồi, em lẩn quẩn vẫn đi quanh vườn và cũng chả ngủ được tại vì gió rất là mạnh luôn. Em đang có mặt ở trên tầng 4 của giàn. Khi mà bão gió mạnh thì mình phải đi kiểm tra cây các bạn ạ. Đây là khu vực tầng 4. Nếu đứng ở bên ngoài giờ này chắc người chắc thổi bay luôn đấy các bác. Cho nên là khi mà mình thiết kế những cái dàn là mình phải tính toán được cái phương diện của gió, dàn có thể chịu đựng được ở cái tốc độ bao nhiêu. Người ta bảo làm người nông dân trong trời nắng trong mây, trong mưa trong nắng, trong ngày trong đêm, khi đầu tư một cái lượng tiền rất là lớn cối thì chúng ta phải làm dàn và trồng cây nó phải đảm bảo về độ an toàn, trong đó có cái vấn đề tránh được bão gió khủng khiếp luôn. Dàn của em thì có lưới cho nên nó cản được cái lượng gió rất là lớn, và thông qua cái video này chắc các bác cảm nhận được cái độ rít của gió khủng khiếp luôn. Đấy là cái lý do mà trong rất nhiều những cái video của em nói rằng cái độ an toàn và nó đảm bảo được cái vấn đề là rủi ro chúng ta, rủi ro ở rất nhiều phương diện khía cạnh, gần như là không một đêm nào là coi như là không ngủ ở trên giàn, ngủ cùng với cây luôn các bác ạ. Nên nó không có một cái gì gọi là dễ dàng đâu các bác nhé. Người nông dân mà không siêng năng cần cù thì rất là khó. Bác nào họ làm lan dễ thì vào sẽ thấy được. Nếu không siêng thì không làm được đâu. Có những đêm mà thức trắng đêm là chuyện rất là bình thường đấy các bác. Các cái dàn được thiết kế với nhau nó có độ kẻ với nhau các bạn, nó khóa lại, nó tạo cái độ chắc chắn hơn.
mỗi cái dàn như vậy cái lượng sắt của nó thì khủng khiếp lắm các. Em làm một cái dàn mà cái đại lý sắt người ta bảo là bằng lượng sắt mà người ta bán lẻ một năm trời. Các bác biết là cái lượng sắt khủng khiếp cỡ nào. Dàn được khóa với nhau hết. Ngoài gió rất là mạnh nhưng mà trong dàn thì cây cối gần như không có chậu nào bị đổ các bạn ạ. Phòng thối nhũn rồi là các cái loại côn trùng gọi đến gió bão chúng ta đều phải lường trước được. Đấy chính là cái lý do mà chơi lan này nếu như không đi vào chuyên nghiệp, không làm những cái thuộc vào quy mô mà chúng ta xác định luôn đến khía cạnh kinh doanh, thực ra đi 1-2 năm ta thấy rằng nó ổn nhưng mà biến cố của nó thì khó lường. Em phải dùng cái từ khó lường các bác ạ, tại vì cây cối nó là một cái sản phẩm mà chúng ta không thể mang vào trong nhà được, chúng ta phải để ở giàn ngoài trời cho nên phải có cái độ chắc chắn rất là cao. Thấy gió thì khủng khiếp. Ở đây tiếc là em không hướng cái camera ra ngoài được, hai lớp lưới liền để các bác xem những cái cây ở bên ngoài bây giờ gió nó quạt thì nó đổ cỡ nào, rất là khủng khiếp. Em đã từng ở khu vực Quảng Nam, nơi mà cũng có rất nhiều những trận bão. Nên là khi làm những cái dàn ở khu vực đấy thì em mới rút ra rất nhiều những kinh nghiệm. Khi lên Tây Nguyên này sống, mình thực hiện mở dàn phải tính toán được. Rất Tây Nguyên vậy thôi nhưng mà gió khủng khiếp lắm các bác nhé. Đất Tây Nguyên là nơi nắng gió. Đây, chó cũng ở đơn giản luôn các bác này. Những năm về trước rồi sau những trận bão thì em được chứng kiến và nhìn thấy cái cảnh rất nhiều những cảnh hoang tàn của những cái vườn lan, gần như là nó đôi khi nó thổi bay luôn cả cái dàn các bác ạ, thổi bay luôn cả cái dàn, không đơn giản chút nào. Cái khóa chẳng chịt luôn. Sáng mai nếu mà đi một vòng sẽ thấy được tôn sẽ bay văng vãi khắp nơi các bác. Đối với những cái dàn như thế này nếu như mà
mái mà không đảm bảo được thì chắc chắn một điều, khi mái mà đã bay thì lúc đó gió lùa vào thì không còn gì nữa. Tại vì đối với ảnh hưởng của bão là gió nó quẩn các bác ạ. Gió nó quẩn, nó kiểu như nó xoáy á, lốc bốn bên. Các bác thấy nhiều khi nó rủi ro và liên quan đến tính mạng các bác. Một cái dàn lan 4 tầng bằng sắt trêu vêu giữa đất Tây Nguyên, lưng chừng mà đổi. Rủi ro rất là cao. Rủi ro mặt an toàn cấu trúc, rủi ro vấn đề điện đó. Tại vì một cái dàn như thế này thì điện răng rất là khủng khiếp luôn các bác nhé. Điện báo động, điện camera, điện sáng. Những cái chậu lan này để ngoài trời hoặc là ở cái môi trường mà không được chắc chắn, không được che về gió thì có lẽ không trụ được đâu, không trụ được. Gió bên ngoài thì đến những cái cây mà nó đang đổ rạn luôn. Mùa này Tây Nguyên đang chuẩn bị đi vào thu hoạch sầu riêng các bác. Ngày mai chắc là rụng sẽ cực kỳ nhiều. Tiếc là đây là đang 1 giờ sáng. Nếu như mà không phải là 1 giờ sáng mà là ban ngày thì em sẽ cho các bác xem. Khi mà soi camera và bên ngoài thì sẽ thấy là cây nó như thế nào. Cây là cây cối các bác. Cây cối, những cây ở bên ngoài. Bây giờ thì bên ngoài rất là tối, mình không nhìn thấy được. Thấy có dễ ăn không ạ? Không dễ ăn thế nào đâu các bác. Nên là cái việc là chúng ta chơi lan cũng phải biết chọn những cái sản phẩm phù hợp để chơi, phù hợp với điều kiện kinh tế. Hết thôi nhũn, côn trùng cắn, rồi gió bão, lũ lụt. Camera mấy chục cái căn vườn nữa. Chó lạnh không con? Những con chó nhỏ em sẽ để ở trên những cái dàn tầng 2. Còn những chó lớn thì xung quanh ở dưới. Những con chó nhỏ vậy nhưng mà nó rất là quan trọng các bác nhé. Cái khả năng thính giác của nó rất là cao.
đang nói lại cái chuyện con chó, chỉ cần một con chó nhỏ nó sổ lên tiếng kêu thôi thì đồng loạt mang tính chất bầy đàn gọi nhau báo hiệu rồi, nó kêu hết luôn các bác. Thời điểm cao nhất nhà em nuôi 30 con chó, 30 mấy con chó. Điện này điện tự động các bác này. Đó. Mình xuống là nó tự nó sáng luôn. Nó chiếu ở những cái, đây là góc của giàn. Điện tự động hết. Nên các bác bảo đầu tư một cái giàn nó không phải đơn giản đâu. Tính toán rất nhiều. Ở đây cũng có điện tự động này. Đó. Không có góc chết các bác ạ. Báo động rất là nhiều. Nên là cây, những cây mà của mình, tỷ lệ cây mà anh em gửi thì em chỉ mùa này thì gửi lại được, chứ còn bình thường em rất ít để anh em gửi cây. Do đang có dịch cho nên là mình sẽ đảm bảo được cái vấn đề an toàn chăm sóc cây hộ cho các bác, đặc biệt là không cổ phần hoặc không chung chạn, bởi vì hiểu được cái độ rủi ro của nó. Chúng ta đôi khi cứ nhìn thấy cái lợi đồng tiền trước mắt, cứ kêu gọi cổ đông, nhưng mà không hiểu được khi mà có biến cố rồi mới thấy khủng khiếp lắm các bác. Có những người mà bỏ cả mấy chục tỷ vào cổ đông, vấn đề trộm cắp hoặc là thiên tai thôi cũng rất là nguy hiểm. Chính như vậy cho nên em khước từ tất cả mọi cái vấn đề. Mình làm đến đâu là làm. Chậu hồng nguyên thủy những cái mầm này phát triển từ gần đầu năm cho đến giờ là tháng 9 nó đã đạt được như vậy. Những thân này đều trên 1 mét đó. Các bác thấy khi mình thực hiện trồng và để nó thòng, kết hợp giữa trồng thẳng và thòng thấy nó đẹp không ạ? Đó. Nó sẽ được đính thân thẳng lên và sau đó thì để cho nó vòng xuống một cách tự nhiên. Cái này đến cuối năm thì nó sẽ thòng xuống rất là đẹp luôn. Đó. Nhưng cái ngọn này nó sẽ thòng xuống. Đó, nó đang có hướng là chuẩn bị đó. Là những cái thân này nó sẽ vòng xuống, đúng không ạ? Những thân này đang thế. Các bác nhìn thấy cây Hà Tĩnh rồi, ngọn cả. Móc này là móc mét 2 nhé. Móc mét 2 này. Móc bên đây là móc mét 2 này. Mà phải nới thêm tầm một đoạn nữa. Đó. Nới thêm một đoạn nữa. Vượt tiếp nữa. Hà Tĩnh thì nó có cái vấn đề là cái ngọn này là dần gần như là cái thân của năm 2 đó. Gần như là thân năm 2. Chỗ Hà Tĩnh. Những cái ngọn này các bác nhìn cảm nhận thân này. Cái đoạn thân đây này. Đó, từ đây trở xuống này.
là thân của năm ngoái, và cái đoạn chạy lên thêm là năm nay. Nó vượt đông và nó cứ vậy nó chạy thôi các bác. Có những cây Hà Tĩnh lên đến 2 mét mấy. Chậu năm anh trắng Bùi Việt. Em tranh thủ đi lang thang quanh vườn để tránh cái tình trạng sợ ma, cầm cái điện thoại quay và trò chuyện với các bác. Bác nào mà sợ ma là không làm vườn được đâu nhá, đặc biệt là làm lan. Làm lan có cái tính chất an toàn, an toàn về trộm cắp, cho nên cái việc mà mình đôi khi ngồi cả tiếng đồng hồ ở một cái góc đó là chuyện bình thường. Mà chúng ta biết là ở giữa khu vực Tây Nguyên, nhà cách nhà coi như là rất là thưa. Bác nào mà sợ ma là không chơi được cái bộ môn này đâu. Những cái chậu năm cánh trắng lang Mê An các bác này, năm cánh trắng lang Mê An đang còn dẫy kia khai thác triệt để. Mình lang Mê An không các bác nha, mình lang Mê An không mà em đã gây giống được rất nhiều chậu, đang có nụ này. Các bác thấy em có phải là chơi hoa quanh năm không ạ? Hoa lúc nào cũng có, không cây này cây kia. Đến mùa hoa thì sẽ nhiều, còn trái mùa thì nó sẽ ít. Chậu Hà Tĩnh, năm cánh trắng Hà Tĩnh hướng phát triển rất là đẹp. Chậu Hà Tĩnh nó như vậy là chạy các bác nhé. Đây cũng là cái thân giống mà em nói Hà Tĩnh em rất nhiều và cũng rất thích Hà Tĩnh luôn. Thường là chúng ta chơi cây nếu như mà không nặng về vấn đề làm kinh tế thì khi đấy mới cảm nhận được cái đẹp của hoa. Còn nếu như mà chạy theo cái khía cạnh và kinh tế, tiền bạc thì chúng ta sẽ chạy theo thị trường. Có nghĩa là cái cây nào hot thì chúng ta quan tâm. Cây nào mà anh em đang đổ xô vào thì chúng ta phải quan tâm. Nên là những cái cây của em không đặt tên là vậy, coi như vô danh tiểu tốt không tên. Rất nhiều những cái mặt hoa mà em sở hữu là không đụng hàng, nhưng mà không có cây nào có tên cả. Đấy, để cho các bác khi nào mà đủ với cái cảm nhận là em bán mặt hoa nào thì em đăng mặt hoa đấy, thích thì mua. Nhiều bác em hay hỏi em tên là không có đâu. Còn những cái cây mà nó đã có thương hiệu trước đó rồi, ví dụ như Bùi Việt hoặc là Võ Tòng hay là Phú Thọ HO, những cái đấy là nó đã từ trước là nó có rồi thì không nói làm gì. Nhưng những cái sản phẩm của mình độc quyền thì không cần phải đặt tên. Đấy, những chậu Võ Tòng đúng không? Rất nhiều. Nhiều khi đi vào những cái vườn này là đi phải khúm núm người đó các bạn, bởi vì mật độ cây em để dày lắm.
và em không mang tính chất trưng bày, cho nên là cây cối mình để chậu thụt chậu thò không cần trưng bày, bởi vì em đâu có nuôi ai đâu. Những cái vườn lan thì người ta, những người đầu tư thì người ta đầu tư kết hợp với là thuê nhân công bảo vệ tất cả mọi cái, nhưng mà vườn của em này tự cung tự cấp, làm được đến đâu rồi làm. Những cái tác phẩm mang tính chất bonsai các bác. Đây là những cái key các bác nhá, những cái key kệ nó để vậy cho nó đẹp. Nói gì đâu, rễ tự dài ra tự kiếm cái để bấu víu bám vào thôi. Chậu này là chậu lộc bắc. Hôm trước em cắt thân thì còn nhớ trơ cái gốc không, mà quay đi quẩn lại thành một cái chậu. Nãy lên đến tầng 4 mà em quên không quay. Đây là cái lô này là một chậu 5 cánh xanh mà bó, mà em tách thành đầu 9 chậu hay 10 chậu rồi đó. Bây giờ nó đã ngang ngang móc rồi các bác này. Đó. Đây. 5 cánh xanh. Từ 1 chậu thành 9 chậu. Đó. Phát triển cũng cứ đều đều ạ. Cái chậu này nhỏ. Chậu này là cái gốc cỗi nhỏ. Đây cũng là một chậu nhỏ. Đây. Từ 1 chậu thành 9 chậu. Em nhớ là 10 chậu hay sao ạ. Chậu này 2 thân. Các bác thấy không? Rất là đẹp đúng không? Đã xác định làm lan là phải có cái kỹ thuật về phát triển nhân giống các bác nhé. Chứ không phải cứ tự nhiên mua về để đấy là thu hoạch đâu, không có đâu. Mùa này em vẫn làm kỳ các bác nhé. Mùa này vẫn làm kỳ. Cây thắt ngọn lên thì mình vẫn làm. Có nghĩa là đạt được đến cái tuổi của nó thì mình vẫn thực hiện mình làm. Kỳ lên rất là đều. À, những cái chậu như thế này nhiều bác mà nuối tiếc và nó lên hai cái mầm gốc rồi nó thắt ngọn. Nhưng đây lại là cái sản phẩm mà em thích này. Mình chỉ cần tách những cái sản phẩm này, tách những cái mầm lỡ thôi. Lại có thêm những cái chậu một mầm lỡ, lại thêm hai mầm gốc, đôi khi là ba mầm gốc. Đây là chậu vô tình nhỏ các bác nhé. Mấy hôm nữa có hoa quay cho các bác xem. Đây các bác xem, một cái thân HO nhỏ nhỏ, thắt ngọn là nhiều bác cũng ôi trời ơi, thắt ngọn mất rồi, suýt xoa có vẻ tiếc. Các bác hình dung là một cái kỳ thì đôi khi nó chỉ đạt được là gì ạ? Nó chỉ đạt được tầm 30 đến 40 thôi. Nhưng mà khi nó thắt ngọn như vậy thì nó sinh ra. Đây các bác nhìn đấy, có 3 cái mầm gốc đẹp không ạ? Đó, 3 cái mầm gốc. Và cái đoạn này thì làm ki nhé. Đoạn này làm ki. Cho nên trong mọi trường hợp của chúng ta luôn luôn có những cái phương án, dù nó thắt ngọn hay là không thắt ngọn thì không có điều gì gọi là đáng tiếc cả. Chúng ta cứ nghĩ là thắt ngọn là đáng tiếc, đấy là chúng ta chưa qua những cái chu kỳ chơi lan, chưa hiểu được. Đây các bác nhìn thấy những cái chậu này, 8 chậu này là 8 chậu HO mà em mới tách. Bây giờ một cái mầm lỡ thì nó lại có cái mầm gốc này. Đúng là thấy không? Cái mầm gốc đó.
đều được tách ra. Và cái vấn đề mà phát triển là vườn nhanh đến mức độ là do mình thực hiện, mình tách gốc, kích mầm thì nó vẫn lên nhanh như vậy các bác nhé. Nếu mà bác nào chơi với em cách đây 2 năm thì vườn tưởng của em lúc đấy lan nhiều nhưng mà nó không được số lượng như bây giờ đâu. Chỉ sau 2 năm mà đã như vậy. Mặt sàn dưới đây là cái lượng cây rất là nhiều. Đây các bác. Đó. Dày đặc luôn. Keo dày đặc. À, những chậu như thế này thì lại năm tới lại tách gốc một chậu rồi, thành rất nhiều chậu và lượng kỳ của nó rất là khủng khiếp luôn. Tách gốc nó rất là quan trọng. À, những chậu này em mới tách gốc hôm trước này đang nhú nhú à. Mầm gốc đang nhú nhú à. Xanh lè hết rồi. Đây là mấy chậu xi linh trắng các bác ạ. Hôm mà em không để ý, bây giờ đã 1:23 rồi. Vậy là video cũng khá là dài rồi. Em xin kết thúc ở đây nhé. Nó đi lanh quanh như ma ấy. Đi lanh quanh ở vườn à. Đôi khi không để ý cứ vậy cầm điện thoại nói như ma luôn. Em xin chào tất cả các bác, chúc các bác ngủ thật là ngon.